da, hôm nay là một ngày rất là đẹp anh em. Hiện tại tôi đang ở trong chùa anh em. Sáng giờ ông Đức ông gỗ tôi đi chùa anh em, mà giờ coi ông nè nằm ngủ hoài. Đức Đức à, Đức hãy ngủ xíu rồi. Ô, anh em thấy không, trời gỗ tôi đi chùa mà giờ vô nằm ngủ vậy, người gì kỳ cục. Anh Đức, ủa ông đâu có tiêu rồi ta? Ây da, trời ông Đức này không biết ông trốn đâu rồi anh em. À ông kia nè, đi. Ủa trời nó mất tiêu rồi. Không biết ông Đức ông trốn tôi đâu nữa anh em, bây giờ phải đi tìm ông được. Bị mà không biết ông trốn đâu ta, không kệ đi tìm anh em. Ây da, ê gì ấy. Ê, hai mà áo cam nè. Ê anh, nãy giờ anh có thấy một người mà áo cam mà cái quần đen đen không anh? Ở đâu? Chỉ em với. Rồi, cầm đi. Rồi, thấy chưa? Rồi. Đi, anh đứng, đi. Thôi anh Đức. Cái gì vậy mày? Làm cái gì mà nãy giờ mày ồn ào quá không cho tao ngủ được hết trơn vậy? Ngủ cái gì tầm này nữa? Nay trời nắng quá anh Đức, làm gì vậy? Ăn cho mát mát anh Đức. Cứ ăn uống hoài à, hổm đời, hết thao hột é, thới thao rau câu, trà sữa chân trâu. Mày còn muốn ăn cái gì nữa? Bữa à, đúng rồi. Bữa em có thấy bạn fan kêu cầu là gì ta? Làm thao thịt dừa khổng lồ. Bữa em thấy có ông nội kia kêu em làm gì? Làm thao cơm sườn khổng lồ anh Đức. Trời ơi, giờ này trưa rồi, mày muốn làm cơm sườn khổng lồ sao mà ăn hết? Không được đâu, mình làm cái gì mà suy nghĩ về cái nước gì uống cho nó mát mà nó ngọt đi. Giải nhiệt mùa hè. Nước gì ta? Red Bull nè. Red Bull? Sao được? Chẳng biết đâu. Ý ông nội tao. Ê Tuấn, không nói vậy đi. Bây giờ mình chưa biết làm gì, mình đi vô xong siêu thị, mình coi có cái gì làm được thì mình làm. Đơn giản không mà. Suy nghĩ chi cho chiếc đầu. Đi. Ê anh Đức, anh muốn mát đúng không? Đấy, sao? Em có cái này nè. Có cái gì? Vị trà xanh, là mát lắm nha. Hả? Cái này còn phải the nữa cho nên nó mát gấp đôi nè. Trời ơi, tao kêu đồ ăn được mà, mày lấy kem đánh răng sao tao ăn? Ăn cái này vô chắc bị rụng răng luôn á. Đây nè, bây giờ em muốn có thèm mát phải không? Anh biết cái này là hay lắm nè. Tới rồi. Đây, viêm bất khả chiến bại đem về là một cái hồ. Uống không hết lấy ra bơi luôn, rửa giò, rửa chân, rửa cầu tiêu, rửa cái gì cũng được. Ủa cái này hả? Chứ sao? Uống vô chết luôn á. Trời, vậy thì bây giờ mày muốn cái nào? Hay là lấy cái chai này đi. Trời, thấy đâu, có hai đứa em bé đó nè, mày lấy cái này về mày tắm chung với tụi nó luôn là bảo đảm mày sẽ vui. Cái này có mát nè, có bạc hà lên nè. Đó, thì thèm mát mà. Ok, đây em nãy giờ đi vòng vòng ngoài mà tôi chưa biết mua cái gì. Trong khi đó chị Vy gọi lại kêu tôi về nữa. Tại vì trưa rồi tôi phải về tôi ăn cơm. Thôi bây giờ ăn cơm xong rồi thì tôi quyết định sẽ làm cái món này để giải khát. Bảo đảm mọi người sẽ thích luôn. Ủa, Vy làm gì vậy? Không về à. Trời. Con nào vậy? Hả? Trời ơi. Ok, bây giờ nhà chị Vy và anh Tú sẽ cắt thạch dừa bỏ vô đây. Hôm nay tôi quyết định sẽ làm một cái hồ thạch dừa khổng lồ. Một hồi là cho vô hồ luôn nha. Nó cứ me tôi gọi tôi nói chuyện cái nó cắn cái chân tôi hoài à. Trời ơi, kỳ cục quá, trả dép đi coi. Trả dép bố về. Đó, bây giờ bắt đầu thực hiện thôi. Vô. Tính đổ ra đi. Trời ơi. Đây. Ủa, chưa hả? Chưa, hai lớp. Ôi, mình đi tới hai lớp luôn. Rất an toàn vệ sinh thực phẩm nha anh em. Đó rồi, ok, chế bỏ đi. Hey, bây giờ Vê sẽ bỏ thịt dừa nha mọi người. Wow, wow. Quá à. Chưa nắng nghe mùi thịt dừa nó thơm gì đâu luôn. Yeah. Ui. Yeah. Wow, quá trời luôn á. Này 5 bịch là nhiều quá. Biết sao không, mình có 3 người là mua 5 bịch là nhiều rồi. Chứ không lẽ bây giờ 3 người mà mua 30 bịch thì ăn sao hết. Trời ơi, chân tinh luôn. Quá trời luôn á. Thơm không, thơm không. Bây giờ hiện tại thì tôi thấy cái nước dừa ở đây thì nó hơi ít quá. Nên bây giờ tôi sẽ nhờ chị Vy làm thêm một cái tô nước đường nữa để chế vô trong đây. Sau đó tôi sẽ nhờ anh Tuấn bỏ nước đá vô. Ok. Đó, sau đây đầu bếp Vy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách nấu nước đường như thế nào là ngon nhất. Công đoạn làm nước đường thì thật sự rất là khó. Nói chung là cái này là mọi người phải có cái bí quyết giống như Vy mới làm được nha.
À, đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ đường vô. Đó, bỏ hết luôn mọi người. Ủa gì nhiều vậy Bi? Tại xíu nữa bỏ đá vô là nó bị lạc á anh. Ồ. Bỏ đường cho nó ngọt ớt là ngọt luôn. Bước tiếp theo đó là bỏ nước vô và trộn. Ừ vậy thôi á. Ừ, nước gì được. Trời, khó quá vậy. Khó bỏ. Ồ, công nhận khó thiệt luôn á. Đó, nước sôi vào nhau giờ chế vô. Đây. Rồi. Nước đã sôi, đường cũng tan. Nó là cái bí quyết là chủ yếu là mọi người phải bậy cho đều thay cho mọi người. Để nước đường cho nó ngon. Thôi, chị gái quậy đi, tôi đi trước đây. Đó, nước đường ra rồi nha. Đó. Ôi, cái hồ thạch dừa này sao nó trắng tinh đẹp quá vậy? Trắng bóc. Trắng dữ dằn. Quẩy lên chứ, quẩy lên cho đều được. Mọi người, thạch dừa nè. Trời ơi. Ghê không? Wow. Tiếp theo. Tiếp theo, bỏ đá vô. Trời đang rất là nóng luôn nha anh em. Đó, đây là đang là giữa trưa, 12 giờ trưa. Mình làm cái hồ thạch dừa quá là tuyệt vời luôn. Được chưa? Vô, dễ đi. Ui, từ từ. Rồi. Chế nữa là hết bút luôn á nha. Ok. Trời ơi, nhìn cái hàng này nhìn nó mát ghê nha. Quẩy lên. Đó, quẩy lên mọi người, quẩy lên đó. Thịt vừa nó nằm ở trên mọi người. Ui, ngon quá vậy. Quá hấp dẫn luôn. Ê, ăn không có quậy nha. Rồi bây giờ chị Vê múc ra đi ba chén đi. Yeah. Ôi đá thôi. Hai trong cái thạch dừa nè, đầu tiên thì mình sẽ múc thạch dừa và đá vô. Ừ. Đá. Đó gì? Đá gì đó mọi người ơi. Anh Tuấn từ ngày tham gia cái kênh ẩm thực anh Tuấn lên ký. Lên ký rồi anh em à. Tiếp theo sẽ là lấy một miếng nước cho mọi người mát mẻ mùa hè. Nước chưa? Dừa đó. Đó. Ôi, chén chất lượng quá mọi người. Ôi, tôi sẽ review anh em. Trời, thịt dừa rất là trong trắng luôn nha anh em. Trong trắng luôn á. Trời. Ăn người tốt nhanh giống như cá ăn vậy mày. Trời. Mát mẻ liền. Nó quá ngon anh em. Đúng, hấp miếng nước. Hấp nước đúng rồi, hấp nước rồi. Ôi, sao nó nói mày nghe thấy giống như là. À, na. Cái nào mới đẻ tên nào dữ lắm. Đó, cho coi. Nè, trời ơi, nó mới tát chân em nè. Tự nhiên tát chân mày vậy. Đấy, con quỷ. Bởi hay xui ghê. Nè, đó, cho coi con của Na nha. Đó, sẵn cho coi con Na xíu. Con Na đâu? Nè, Na. Đó, con của Na nè, thấy không? Đó. Ai nay vô với con đi. Ai xui cho anh Tuấn bị tát. Rồi bây giờ tới chị Vê ăn đi. Yeah. Rồi bây giờ tới chị Vê múc thịt dừa ăn nha. Đó, tôi đá nhiều dữ mà thần trời. Đó, mình sẽ đá thịt dừa nha mọi người. Đây. Rồi, Vê múc miếng nước vô. Cái gì? Sao cái cục đá nó dính ở đây vậy? Hả? Ma sát. Đúng rồi. Đó. Đó, chè miếng nước vô mát mẻ mùa hè liền bà nói. Ôi. Ôi. Trời mọi người ơi. Hôm nay chưa nắng cho Vê ăn thử thịt dừa. Ba cục thịt dừa luôn. Ngon em. Lạnh gắt quá vậy ngon. Thôi đã mà. Lạnh gắt quá. Công nhận luôn, cái trời chưa nắng này mà mình ăn cái món giải khát nước lạnh rồi cho uống phê gì đâu. Ngọt. Ngọt vừa luôn mọi người. Tại vì hồi nãy mình có thêm nước đường á nên bỏ đá vô không có bị lạc. Yeah. Anh nói ăn ha. Dạ. Giờ tới thường tôi ăn trời nãy giờ ghẹt á. Tiếp theo gì em ăn như chó vậy má ơi. Nhây. Đây múc nhanh quá kìa, quá trời thật vô luôn. Ôi trời ơi, nước vô. Nước vô. Ôi ngon lắm đi. Ôi hút. Ui, dữ dằn cái miếng liền. Trời hút cạn nước luôn. Ui, ngon liền. Mát rồi luôn á. Ngon. Công nhận chưa nắng thì thịt dừa nó mát thiệt. Mát ruột, mát gan. Mát từ trên cuống họng, mát xuống dưới bụng, mát xuống dưới. Hả? Sao vậy? Ok luôn. Cho mày mốt á, tôi mở tiệm bán thịt dừa á.
Tôi để ở đầu hẻm mà cho JB ra đứng bán. Yeah. Trời ơi, hết bán trà sữa, bán thạch dừa, rồi bán cơm chiên châu, đủ thứ bán rồi bà nội ơi. Khủng á. À, mom xin ăn cả anh ơi. Tới chứ Hương dạ. Mom cho nó ăn đi Vi. Chị mom cho miếng nha. Nè, cho món này nè. Đâu? Trời ơi, nó có bị lạnh lưỡi nó không? Trời ơi, thì chua nắng này luôn lạnh mới ngon. Mom nè Mom. Ôi, trời đó, vô ăn à. Ê. Khoái điện ăn mà ngồi bành kia ra vậy đó. Liếm à, liếm rồi Vi. Heo. Cái con bò sữa này cái gì nó cũng ăn được nha. Ờ, con nó uống là khoái rồi. Lạnh. Nước lạnh khoái ngọt ngọt rồi. Heo vợ nhìn gì? Ăn đi bà. Ai giờ ăn với bà đâu bà ơi. Ok anh em, clip hôm nay kết thúc tại đây nha. Hôm nay tôi chỉ làm món ăn nhẹ sương sương giải khát vui nắng cho chị Vê thôi. Yeah. Chứ hôm nay tôi không có làm gì phức tạp hết trơn đó. Ủa? Có làm gì mày đâu, tự nhiên liếm thôi nha. Cái con quái thú này hả gì? Nó cứ cắn tôi hoài à. Thôi, tạm biệt anh em nha. Nếu anh em hay hãy cho tôi một like và một share. Nếu anh em muốn tìm làm cái gì nữa cứ comment bên dưới. Tất cả comment của anh em là tôi đều đọc được hết. Yeah. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, bye bye.